cứ bóc nghe phải không? Khoan. Bóc cái được không? Bóc cái được. Cái gì tập trung ở đây nè, để không ở trần đi con, ở trần đi. Còn bà tụt khoan, ở trần. Tụt đó. Bớt. Đó, đuôi đi. Hả? Cắt ra nè. Cắt ra nè. Nó xăng lại đi. Nó xăng lại đi ơi. Coi chừng nữa. Thôi, khỏe à. Lên. Anh khỏe. Chỗ nào thấy? Chỗ nào thấy cái thì lau bàn nha, chặt nước coi. Mình về quay luôn phải không? Vô, cười lên Trắng ơi. Con Trắng đó nha. Vô. Nhắc cho mà nhớ rồi. Qua. Này. Hai chị em cười lên cái coi. Con cười nè chú. Vô nhớ rồi. Đi anh em ra. Chuyển mưa mình đi tắm. Không bị ngắt. Rồi vô. Nè. Xích vô với chị Phương, xích vô chị Phương. Rồi. Cái nhậu đi, có gì đâu. Nha. Con đi đã đãi sinh nhật. Con ghẹ vô. Hả? Ghẹ. Cho con ghẹ phải không? Có kẹn. Cái gì vậy? Ghẹ, tiếp á. Nhìn phải không? Dạ. Nè, con đây nè. Bình ơi. Chịu được mới có kẹn. Ăn từ từ thôi, không cần xem nãy ba đâu vậy? Đi à? Nè, nãy cái áo của nó rồi, đưa cho nó mặc vô đi. Tự nhiên luôn. Hôm nay sinh nhật tự nhiên được hơn, được ra anh đi đẩy sinh nhật. Chiều em, mình ăn chơi vậy? Bữa nay sinh nhật Trang là anh Trang nó lo hết trơn cái kèo này đó nha. Không có, nãy nó lo mà. Vậy hả? Từ từ qua cho thấy. Không cái nữa. Hãy đưa qua hết vô cái chai đi vô. Mình đang ngồi bên đây. Đưa qua cho nguyên cái chai nó vô nhiều nhiều. Thấy nguyên. Chỉ mà quay MB là ngồi là không ai coi luôn á. Không sao đâu, quay MB là dính em rồi. Lên rồi. Vô. Vô, chủ yếu là nhậu, mình vũ là cái ngủ của nhậu mình đó. Vô. Vô nè, chúc mừng nè. Rồi, chúc mừng sinh nhật nha, rồi. Sinh nhật che vui. Chị quay hai người mà dính có mình lên chỉ à? Cái tiền quá xá luôn rồi. Một tiếng là gì chị? Hai ba người quay. Chị ký không? Chị ký không? Xin đi, xin đi. Bia còn 6 lon rồi nha. Một bia gì hãy kẹp cho tụi chúng đây nha. Ngay rồi dạ. Lúc mà chị nói là em thấy cá là em thấy là cá là nó được.
Thank you.
Cần Thơ Sóc Trăng chị. Cần Thơ. Cần Thơ hả? Để mình xin thẳng vô, đi thẳng vô luôn vậy. Đúng rồi. Vệ sinh, đi đi vô trong vệ sinh. Dạ. Không có động ngay đó luôn á.